áp về danh. Hỏi bài miễn phí, trả lời tức thì vào thư viện app, tải ngay áp về danh. Xin chào tất cả các con học sinh thân mến. Chào mừng các con đến với khóa học chữa câu hỏi trong vở bài tập toán lớp 3, tập 1, bộ sách mang tên Cánh diều. Chúng mình sẽ đến với bài số 19, bảng chia 6, trang 41-42. Vậy thì video này sẽ chia cho các con những câu hỏi có trong bài học hôm nay nhé. Chúng mình hãy cùng nhau bắt đầu nào. Chúng mình sẽ cùng nhau bước sang câu hỏi trong vở bài tập toán lớp 3, tập 1, trang 41, bài số 1. Đề bài người tiêu của con tính. A nhỏ, 6 x 2 bằng, 12 chia cho 6 bằng, 12 chia cho 2 bằng, 6 x 7 bằng, 42 chia cho 6 bằng, 42 chia cho 7 bằng, 6 x 9 bằng, 54 chia cho 6 bằng, 54 chia cho 9 bằng. B. 24g chia cho 6 bằng, 60cm chia cho 6 bằng, 36 lít chia cho 6 bằng. Vậy, để làm được bài tập số 1, chúng mình sẽ phải làm như thế nào nhỉ? À, để làm được bài tập số 1, các con sẽ đi ôn lại bảng chia và bảng nhân 6 cho cô nhé. Như vậy, ở ra, ta lấy 6 x 2, ta được kết quả là 12. 12 chia cho 6 sẽ bằng 2, 12 chia cho 2 sẽ bằng 6, 6 x 7 sẽ bằng 42, 42 chia cho 6 sẽ bằng 7, 42 chia cho 7 sẽ bằng 6, 6 x 9 bằng 54, 54 chia cho 6 sẽ bằng 9, 54 chia cho 9 sẽ bằng 6. Vậy B, 24g chia cho 6, ta lấy 24 chia cho 6 bằng 4 và thêm chữ gam ở đằng sau. 60cm chia cho 6, ta lấy 60 chia cho 6 sẽ bằng 10, rồi thêm chữ cm ở đằng sau. 36 lít chia cho 6, ta lấy 36 chia cho 6 sẽ bằng 6, rồi thêm chữ lít ở đằng sau. Vừa rồi chúng mình đã cùng nhau hoàn thành xong bài tập số 1. Bây giờ cô và con sẽ cùng nhau bước sang câu hỏi trong một bài tập toán lớp 3, tập 1 trang 41 bài số 2. Đề bài người tiêu của con điền số. Số bị chia là 12, số chia là 6, như vậy thương sẽ bằng 12, chia cho 6 sẽ bằng 2. Tương tự như vậy các con sẽ đi thực hiện tìm thương của các số bị chia và số chia ở các cột tiếp theo nhé. Vậy để tìm được thương, ta sẽ lấy số bị chia, chia cho số chia, đồng thời nhầm lại bảng chia 6 để tìm thương cho cô nhé. Tiếp theo này, số bị chia là 30, số chia là 6, như vậy thương sẽ bằng 30, chia cho 6 sẽ bằng 5. 24 chia cho 3, ta lấy bằng kết quả là 8, số bị chia là 18, số chia là 6, như vậy thương sẽ bằng 3. Số bị chia là 16, số chia là 4, như vậy thương sẽ bằng 16, chia cho 4 sẽ bằng 4. Số bị chia là 45, số chia là 5, như vậy thương sẽ bằng 45, chia cho 5 sẽ bằng 9. Số bị chia sẽ là 42, số chia là 6, như vậy thương sẽ bằng 7. Số bị chia là 36, số chia là 6, như vậy thương sẽ bằng 36, chia cho 6 sẽ bằng 6. Số bị chia là 54, số chia là 6, như vậy thương sẽ bằng 54, chia cho 6 sẽ bằng 9. Vừa rồi chúng mình đã cùng nhau hoàn thành xong bài tập số 2. Bây giờ cô và con sẽ cùng nhau bước sang câu hỏi trong vở bài tập toán lớp 3, tập 1 trang 41 bài số 3. Đề bài người tiêu của con điền số tích hợp vào chỗ trống. Người ta cho con hai ý, đó là ý A và ý B. A nhỏ, có 18 quả dấu tây chia đều cho 6 bạn. Như vậy thì mỗi bạn được bao nhiêu quả dấu tây và ta có phép chia nào? B nhỏ, có 18 quả dấu tây chia cho mỗi bạn 6 quả. Số quả dấu tây đủ chia cho bao nhiêu bạn và ta có phép chia là bao nhiêu? Vậy, để làm được ý A và ý B, chúng mình sẽ cùng nhau quan sát nhé. Đầu tiên là ý A, có 18 quả dấu tây được chia đều cho 6 bạn. Như vậy thì mỗi bạn sẽ được 18 chia cho 6 sẽ bằng 3 quả dấu tây. Ta sẽ có phép chia, đó là 18 chia cho 6 sẽ bằng 3. Vậy B, có 18 quả dấu tây chia cho mỗi bạn 6 quả. Số quả dấu tây đó đủ chia cho 18 chia cho 6 sẽ bằng 3 bạn. Ta có phép chia, đó là 18 chia cho 6 sẽ bằng 3. Vừa rồi chúng mình đã cùng nhau hoàn thành xong bài tập số 3. Bây giờ cô và con sẽ cùng nhau bước sang câu hỏi trong vở bài tập toán lớp 3, tập 1, trang 42, bài số 4. Đề bài người ta cho con biết, đó là anh Hưng nuôi 48 con chim bồ câu trong các chuồng, mỗi chuồng có 6 con. Hỏi anh Hưng có bao nhiêu chuồng chim bồ câu? Vậy, để tính xem anh Hưng có bao nhiêu chuồng chim bồ câu, ta biết rằng anh Hưng thì có 48 con chim và mỗi chuồng thì có 6 con. Như vậy thì sẽ có tổng cộng, đó là 48 chia cho 6 sẽ bằng 8 chuồng chim, đúng không nhỉ? Từ đó ta sẽ đi trình bày như sau. Tóm tắt,
Một chuồng 6 con, 48 con hỏi chấm chuồng. Bài giải, anh Hưng có số chuồng chim bồ câu là 46, 48 chia ra 6 sẽ bằng 8 chuồng, đáp số 8 chuồng. Vừa rồi chúng mình đã cùng nhau hoàn thành xong bài tập số 4. Bây giờ cô và con sẽ cùng nhau bước sang câu hỏi trong vở bài tập toán lớp 3, tập 1 trang 42 bài số 5. Đề bài người ta của con kể một tình huống thực tế có sử dụng phép chia trong bảng chia 6. Chúng ta có thể vận dụng vào thực tế rồi đi nêu một ví dụ có sử dụng phép chia trong bảng chia 6 như sau. Mỗi mâm cỗ có 6 người ngồi, vậy 30 người hành khách sẽ đến ngồi hết số mâm cỗ là 30 chia cho 6 sẽ bằng 5 mâm. Vừa rồi chúng mình đã cùng nhau hoàn thành xong các câu hỏi của trong bài. Cô xin chào và hẹn gặp lại các con ở những bài tiếp theo nhé. Khóa học viên rách, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của viên rách.